Chị không lấy cho sạch mụn ha. Mụn này thì lấy nhanh lắm. Có chị ơi, cứ nói chị ha, chị lấy mấy cục xương hết cho em nè. Vì mụn lâu vậy mà sao không đi trị mà để lâu vậy em? Nó cũng biết đâu.
Chị ở trong nhà không hay là chị đi ở chị họ? Chị họ khác nhà. À, chị qua chở đi hả? Không, chị chở đi rồi chị ở chung nhà. À, chị ruột hả? Chị không, chị họ. Cũng chị họ luôn. Dạ. Nhiều chị họ lắm.